Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video của anh em team chăn bò. Bọn mình thì đang đi picnic, không phải là đi picnic mà hôm nay là dạng là đi khám phá mọi người ạ. Đi khám phá ở ngoài bãi biển. Thì lần đầu tiên thì team chăn bò ra biển chơi. Nó cũng đang có nhiều bỡ ngỡ lắm nên là bọn mình sẽ quay phim lại cho mọi người xem. Đây thì mình đang đi trên một cái mỏm đá. Ôi chà. Đây. Wow. Biển thì siêu đẹp luôn. Đây có cái lồng bị người ta đánh rơi ra đây này. Chỗ này những cái gốc cây nó bị nước biển nó cuốn vào đấy. Ghê không mọi người? Đó. Bên trong này nó là có một trước kia gọi là một cái con cái đồng, cái đầm tôm. Mà bây giờ nó cũng đã trở thành một cái bãi biển luôn rồi. Ra biển hôm nay thì nói chung là trời rất là nó không được nắng đẹp cho lắm mà nó đang cái kiểu gì nhỉ, râm râm mát, trời nắng hanh, trời này bị né đấy. Đi ra chỗ mấy cái cây xem đi, xem có gì không. Đi đây, nước biển ăn vào đến tận đây rồi. Lưới á? Nhấc rồi. Có đâu có dây không? Còn cái dây không à? Nay bọn mình sẽ khám phá cái bãi biển này. Hai thằng cu kia thì nó đang tít mấy góc kia kìa. Nó đang đi bắt con gì á. Mình sẽ bắt con này. Ừ, hoang tàn nha đúng không? Biển ở đây nó lạ nha. Biển ở đây rất lạ mọi người ạ. Nó lạ hơn biển biển chỗ khác nhiều ấy. Là do là nó bị đây là cái chỗ mà gần như là biển đầu nguồn của biển này. Này mọi người nhìn những cái hả? Mọi người nhìn những cái cây mà nó bị sóng đánh dạt này, ghê không? Quá ghê luôn đúng không? Đó, sóng vào đến đây này. Cây đang sống nhưng mà nó chết gốc rồi. Thôi chặt làm gì, chặt mẹ cuốn hết dao đi. Cái gì đáng chặt mới chặt chứ. Đây là gỗ tùng. Cây tùng. Nguyên một bãi luôn. Đó, ba thằng thì chuẩn bị lại kia, nó đào một còng gió, tí mình cũng lại đây. Đây mọi người thấy này, nó kỳ khủng nha. Không biết nó bắt được cái gì đấy. Mình lại xem nó bắt được cái gì rồi. Lần đầu mà mình đưa team chăn bò, cá team đi chơi biển đấy mọi người ạ. Bắt được con gì á? Còng gió à? Bắt gió này vừa em xong rồi cho solo luôn. Đâu? Kẹp mất 2 càng rồi. Đâu? Anh cho solo. Người con này nướng ăn được này. Xong nó kẹp cái chân. Bỏ túi ra tí nướng ăn. À, nó kẹp chân rồi luôn rồi. Tí đốt lửa nướng ăn. Tội nghiệp
quá. Ừ. Em biết. Ok. Đấy. Đó cặp đứt cầm con này luôn này. Đứt cầm nó nhỏ luôn. Ừ. Quá ác độc. Trời này nó anh lên. Nhỏ đi nhá. Thả nhỏ thôi. Thả nhỏ cho con chạy thôi. Đấy, chạy nhanh nha. Thôi để cho chạy. Ngoài này thì ôi giời. Ngoài này hôm nay đây mọi người thấy này, đó. Ít người ra đây lắm. Đi mà. Cắt lún. Đây có hiện tượng cắt lún này. Tí nó lún xuống luôn này. Đấy. Này, cắt lún xong tí nó lún xuống, tí nó lún xuống luôn cái không lên được. À thử gì cơ đây. Em nhìn này. Này. Đây nó lún này đấy. Mọi người đây cắt lún ở ngoài đời thật bao giờ chưa? Đấy. Nhưng mà ở đây nó đang lún là một cái mức độ nó bình thường. Vòng kim cô đấy, đeo cho Hiếu. Im lặng rồi đi. Chỗ vòng đằng kia thì có một cái nhà kìa. Bọn mình thử lại đây xem nhá. Đi khám phá khắp nơi ở cái bãi biển này. Wow, mình đang đi ở chỗ này cát nó lún ghê lắm mọi người ạ. Đây này. Đó, cát lún rất là ghê nhá. Cũng may mắn là trời nó không nắng nên là mình đi đi khám phá thoải mái. Nhưng mà hơi đen cái là nếu mà đi biển mà trời không nắng thì lại không tắm được biển. À, buồn ở chỗ đấy. Tàu dừa làm lá, làm kèn. Tàu dừa làm kèn á? À? Hả? Cái gì á? Cắt lún này. Im lặng. Đây ngoài này không có gà luôn mọi người ạ. Cái nhà bên trong đây nuôi gà này. Không chặt cái đấy quý. Họ lại đánh nhau trận. Chặt lung ta lung tung. Thằng này cứ sẵn con dao chặt lung tung. Sẵn là chặt. Họ đấm cho thâm mắt ra. Má, cái cây này nhìn dưới mắt. Đây. Họ phá lên phá xuống. Xong rồi tung 3 chiêu còn lại là 3 chiêu đấm. Hai bên mắt và một cái múc. Để anh hai vài lá dừa này. Tí anh. Tí anh gấp cho một. Tí hai lá dừa đây tí nữa chơi gấp chơi thi gấp đồ trò chơi đồ chơi không? Đây. Tí hai lá dừa đi. Mọi người thấy này, đó bãi biển thì xung quanh đây đó. Nó có một cái gì phải nói là nó có một cái vẻ đẹp nó tự nhiên. Nó một cái vẻ đẹp mà nó không pha lẫn vào đâu được. Nó đang còn không có du lịch này. Không có còn ít người ra ngoài đây nữa. Đó. Thì đối với một cái bãi biển như vậy thì anh em team chăn bò thì hôm nay cũng tiếc cái là không tắm được. Nên là mình chỉ là quay video và anh em đi khám phá vòng quanh cái khu này thôi. Đó. Thì anh em mình thì như mình đã nói đấy thì sẽ còn nhiều thứ ở đây. Nếu mà cái gì mà hay ho, vui nhộn thì mình sẽ quay lại cho mọi người nhé. Còn video đến đây mình cũng sẽ tạm biệt các bạn ở đây thôi mọi người nhé. Hẹn mọi người ở video sau. Bye bye.